Kính chào bà con, kính chào anh Sa em trẻ nha. Hôm nay nhà vườn Đành Nguyễn sẽ tiếp tục lên clip số 21 L là 21 nha. Thứ bảy ngày 2 mấy quên rồi. Hôm nay 25 tháng 11 nha. Rồi mong sự ủng hộ của chú anh chị em bà con xa gần nha. Rồi vô đầu lai là cây số 1 là cây càng thăng. Một cây càng thăng quái dáng lượng lắc nha. Ai đẹp. Mã số 1 một cây càng thăng. Đó. Nè. Đẹp hết sức đẹp luôn. Này uống chi cành đường gần thành phẩm rồi nha bà con. Nè. Nó đẹp lắm. Rồi, mã số 1 có hoành là 10, ra là 30, tán ngang là 38, bình cũ là 44 nha. Rồi cây càng thăng massage số L1 giao lưu giá hữu nghị với bà con là chỉ có 350k thôi nha, bao sống bao ship luôn. Rồi mong sự ủng hộ của bà con xa gần nha. Số điện thoại của nhà vườn Đành Nguyễn là 0932 865 761, cũng là số Zalo lô nha, mong sự ủng hộ của bà con nha. Rồi cây số 1 xuống cây, cây càng thăng, số 2 cũng là một cây càng thăng nha. Rồi. Mấy càng thăng này nó thường chậu lâu nha, nhà vườn mình trồng rồi bứng lên vô chậu luôn. Mua về thì bà con yên tâm, sống khỏe lắm. Rồi càng thăng mã số 2 có thông số là hoành 10, cao là 27, 82. Rồi, mã số 2 này giao lưu giá hữu nghị với bà con là có 290k thôi. Bao sống bao ship cho bà con nha. Đó, cây nó đẹp vậy đó nha bà con. Rồi, mã số 2 xuống cây. Rồi, tiếp theo cây cần thăng. Đi 5 cây cần thăng dọc nha cho bà con chọn lựa nha. Rồi, đây một cây cần thăng quái luôn. Cây là củ đế, cây nào cũng đẹp hết trơn nha. Đó. Mà nó sống khỏe trong chậu này, thường chậu lâu rồi. Đó, cây thăng nè. Bữa nay quay kỹ cho bà con coi, ủng hộ nhà vườn nha bà con. Rồi, đó, cây thăng nè. Cái này thăng mã số 3, L3, có vành thăng đo đây nha, 10. Rồi, cao là 26, tán ngang là 37. Rồi, cây này cũng giao lưu với bà con là 390k nha, bao sống bao ship. Bị này nó lùng lùng lực nha, nó có bộ đế đẹp luôn. Đó. Này cũng muốn hơi ấm tàn rồi. Rồi xuống cây số 3. Rồi tiếp theo cũng là cây số 4, cũng là một cây số 4 nha bà con. Cây hàng thang số 4, cây hàng thang phong cao, có cái cành nó rớt xuống nè, có cái cành gớt phong cao, cành gớt nha. Này nó hội tụ đủ dáng dốc luôn. Này phong cao, cành gớt, dáng lượng nữa. Mà củ đẹp nữa. Nè, cây hàng thăng này, củ giáp chậu luôn. Củ giáp chậu luôn, quá chừng cây hàng thăng này đẹp rồi. Mà tàn nó muốn ấm tàn rồi nha bà con. Nè, tàn ấm tàn luôn. Cây hàng thăng này củ bự, rồi này có hoành đây là 15 nha. Còn hoành cũ này bự, hoành cũ thì tới 55 lận. Hoành cũ nó cao là 36, tán ngang là 40. Rồi, cái cây này cây nó bự cho nên giá nó hơi cao chút, 450 ngàn. 450k bao sống bao ship luôn, bị cây này bự nha bà con. Rồi, mã số 4 xuống cây. Rồi, tiếp theo con cây hàng thăng. Một cây hàng thăng đâu phu thê nha bà con. Mã số 5. Cây này lùng lực, có duyên dáng, cây phu thê hai thân. Nó cây đẹp quá chừng đẹp luôn. Đó, tàn nó cũng ấm luôn rồi. Rồi, cây hoàng thân có hoành cũ là 44, cao 20, tán ngang là 30. Nè, cây này cây số 5. Cây số 5 giao lưu là chỉ có 250 thôi, 250k thôi. Bao sống bao xíu cho bà con luôn. Cây này vừa rẻ mà vừa đẹp nha bà con. Một cặp vợ chồng, cây phu thê. Rồi cây mã số 5 xuống cây.
Rồi tiếp theo là má số 6 là một cây trang sen nha. Trang sen này quá đẹp luôn. Cây trang cây cũ rồi nằm sống khỏe trong chậu nha bà con. Cũ rồi dữ lắm. Cũ này nuôi ở nhà, cũng toàn bộ này là do nhà chồng bứng lên làm đó nè. Cây này đẹp nha bà con. Cây này bông nở đều hết trơn, tàn đều ấm tàn rồi. Cây này đẹp quá chừng đẹp luôn, ấm tàn rồi. Mã số 6 nha, mã số 6 là một cây trang sen. Có vành là 10, cao là 27, tán ngang là 23. Rồi, cái cây này giao lưu giá hữu nghị là chỉ có 450k thôi, bao sống bao xía cho bà con luôn. Rồi. Rồi xuống tiếp theo. Mã số 7 là một cây sâm núi. Số 7 nha, số 7 là một cây sâm núi. Sâm núi này xù nha bà con, xù già cái này. Toàn bộ tối hơn đứt. Đó, cây sâm núi này ấm tàn rồi. Cây này thành phẩm rồi nha bà con. Đó. Nó được cái già nhà cây sâm núi nhà vườn này được cái già nha, già lên xù luôn rồi. Có bông có trái luôn, có trái luôn. Cái này sâm núi trái nha. Rồi mã số L7 là một cây sâm núi trái. Có hoành là đo ở đây nha, là 16, đo mấy cái cục này luôn. 16, cao là 26, tán ngang là 31. Rồi cây này giao lưu với bà con là 690k, bao sống bao xếp luôn. Cây này thành phẩm rồi nha bà con. Về là về để về là chơi luôn chứ không có sửa thêm gì nữa hết trơn á. Ấm tàn hết trơn rồi. Rồi cây số 7 xuống cây. Rồi tiếp theo là mã số 8 là một cây trang hồng phấn nha. Hết sức cây trang này đẹp nè. Số 8 nha. Số 8 L8 là cây trang hồng phấn. Nè. Đẹp. Đế nha. Được bộ đế đẹp nha. Đế đều hết trơn nha. Cây này đế đều hết trơn. Bự mà bông có bông tàn. Đẹp hết sức rồi. Cây trang hồng phấn mã số L8 gồm có vành số thân là 12, cao 22, tán ngang là 25. Rồi cây này giao lưu giá hữu nghị cho bà con là chỉ có 390k thôi, bao sống bao ship luôn. Cây đẹp, số 8 như trang hồng nha bà con. Rồi tiếp theo là mã số 9 là một cây trang đỏ. Mã số L9, một cây trang đỏ. Đang ra bông nha. Làm bông làm nụ luôn. Cây này tàn đều luôn. Đế, bộ đế cũng đẹp nữa. Rồi, cái trang này hết sức đẹp luôn. Già, mấy cây này đều già hết trơn. Rồi, cái trang này trang đỏ mã số 9 bán giá hữu nghị chỉ có 290k thôi, bao sống bao xíu cho bà con luôn. Đó, cây này bữa nay là bán giá xả giá rẻ nha. Nè, cũ nữa nè. Rồi xuống cây. Rồi tiếp theo mã số 10 nha. Anh là 10 nha bà con. Anh là 10 là một cây cần thăng. Một cây cần thăng. Cây cũ đẹp tàn là ra ấm tàn luôn nha bà con. Cây này ấm tàn luôn à. Cây cần thăng nè. Rồi cây cần thăng này có hoành là 14, cao là 39, tán ngang là 31. Rồi cây này giao lưu 320k, bao sống bao xí cho bà con luôn nè. Mã số 10 nha, cây cần thăng. Rồi xuống cây. Rồi tiếp theo là cây mã số 11 nha bà con. L11 là một cây mai chữ thủy lá chung nha. Chung nu mai chữ này là chung nu à, mai chữ thủy lá chung cái này ấm tàn luôn rồi. Này già cây rồi nha bà con. Vô thường chậu lâu nè. Vô từ chi tiết một xương rồi nè. Xương dâm đều hết trơn. Nhỏ xương dâm đều hết trơn. Đó nè. Nó đang chỗ bông nha. Mấy cái này là đang chỗ bông. Chỗ bông đẹp. Bông nó thơm nhẹ nha bà con. Rồi cây chung nu mai chữ thủy lá chung. Có hoành là 18, cao là 28, tán ngang là 38. Rồi cây này giao lưu 500k, bao sống bao xí cho bà con. Cây này quá đẹp bà con ơi. Tàn, kính tàn hết trơn luôn rồi. Rồi xuống cây. Tiếp theo là mã số 12 là cây trang hồng phấn. Cây 12,
mã số L12, là một cây trang hồng phấn nha, hồng phấn mini à, cây đẹp đang chỗ bông nha. Rồi này có hoành là 11, cao là 22, tán ngang là 21. Rồi cái cây trang hồng phấn mã số L12 giao lưu với bà con là chỉ có 290k thôi, bao sống bao ship luôn. Rồi xuống cây. Rồi tiếp theo là một cây kim ba xưa dáng nhân nhân nha, một cây dân nhân đẹp coi nè, nu nè, nu cái cây này nó nu toàn thân nha, từ trên xuống tới dưới luôn nu cây thân, hai thân dáng nhân nhân, dáng này đẹp quá chừng đẹp, cây này đẹp mà có duyên nữa, mà nó già, cây toàn bộ nhà vườn là bao già luôn, hết sức đẹp. Em quay kỹ cho bà con chốt cây này nha, nó đang chỗ bông nha. Đó là nó cũng dòng cái dòng của kia mai chứ thủy nha, mà lá nhỏ kim ba xưa nó bông, nó đang chỗ bông màu trắng luôn, đang chỗ bông màu trắng. Rồi cái kim ba xưa này có hoành là 8, cao là 33, tán ngang là 12. Rồi cái cây này là số 13 nha, L13, là một cây kim ba xưa giao lưu giá 500k, bao sống bao xíu cho bà con luôn. Cây này đẹp quá chừng đẹp nha bà con, già nua dáng nhân nhân. Rồi xuống cây. Rồi tiếp theo là 14, là một cây sam núi trái, một cây sam núi trái có cái bồ đế nơm nha. Nè, toàn bộ cây này đều già hết trơn nha, già xù lên, già xù luôn, quá đẹp. Cây này nó ấm tàn hết trơn nha bà con. Rồi cây này có hoành là 16, cao là 26, tán ngang là 26 luôn. Rồi cái cây sam núi mã số L14 giao lưu và giá hữu nghị cho bà con là chỉ có 550k thôi, 550k thôi, bao sống bao xíu cho bà con luôn. Số 14, số 15, một cây cũng là một cây trung nu, cây ma là mai chí thủy lá chung nè, đang chỗ bông mà hết sức bông, bông ra nè, đều cây hết trơn. Rồi mã số 15 này là hai thân, là có thông số toàn là 10, hoành là 18 nha, cao là 18, tán ngang là 35. Rồi cây này giao lưu 500k, bao sống bao xíu cho bà con nha. Cây này lùng lực nha, đẹp nha bà con, là hai thân có duyên dáng đẹp quá chừng luôn đó. Xương tàn đồ là uống từ nhánh nhỏ luôn, từ cái nhánh nhỏ luôn, vô dây đồng nhánh nhỏ luôn. Rồi xuống cây. Rồi tiếp theo mã số 16, L16, là một cây sâm hương đó. Sâm hương ba thân, dáng lạ nha, dáng tự nhiên nha bà con, này dáng tự nhiên đó. Mình trồng sang ra dáng vậy là mình uống luôn, dáng tự nhiên. Mã số 16 là cây sâm hương nè, củ đó, cái dàn củ nó dữ nha, củ đế. Rồi cái này có hoành thân là 24, cao là 25, tán ngang là 32. Rồi cây này giao lưu số 16, cây sâm hương là giao lưu với bà con là chỉ có 450k thôi, bao sống bao ship luôn nè. Đó, cái tàn hết sức không. Rồi xá xuống cây. Rồi tiếp theo là mã số 17, một cây chân vàng hai thân, quá chừng cái chân vàng nó đẹp luôn rồi. Đó, củ rồi nè, cái củ giáp chậu lên, củ này đẹp nhất luôn nè, cái quá chừng cái cây này củ nó đẹp. Đó, một cây chân vàng hai thân nha bà con, ra tàn nè, đều hết trơn rồi nè. Đó, tàn đầy đủ hết trơn rồi, này mình về là mình khỏi cần sửa sang gì nữa hết trơn á. Cây chân vàng này mã số L17
nó có cái hoành bự nha, hoành này bự lắm, hoành này tới 24 lần, 24 cao là 15, ổ cao 45, tán ngang cũng 45 luôn, tán độ dài 45, cây hai thân. Và cây này cái hoành nó bự cho nên là giao lưu giá hơi cao, 900 ngàn, cây chân vàng này 900 ngàn, quá chừng đẹp, là tàn cũng ấm luôn rồi, một cây chân vàng hoàn thiện luôn nha bà con. Rồi quá đẹp xuống cây. Rồi tiếp theo mã số 18 là một cây ugo nè. Ugo này đẹp, bông nó ra quá chừng, bông búp bông nở đều cây hết trơn, đế bự luôn. Cái cây này, cây ugo này đẹp nha, quá trời đế nơm hết trơn, đế này đế nơm nha, nó xếp bộ đế rồi bông nữa. Rồi cái cây ugo mã số có đo đây là 10 nha, cao là 22, tán ngàn 27. Rồi cây này giao lưu giá hữu nghị cho bà con là chỉ có 350k thôi, vừa có bộ đế đẹp mà vừa có cái tàn đẹp nữa. Cây này đẹp nha bà con, giao lưu 350k mã số 18. Rồi tiếp theo là mã số 19 là một cây sâm núi, sâm núi mini nha. Đó, dễ thương không bà con, hết sức. Cây sâm núi này nó thần chậu lâu rồi, dây kẽm nó cũng mở ra được mớ rồi nha. Đó, cây sâm núi nè, nó già từng chi tiết luôn nè, già nè. Cái này uống nha, chứ không phải mình cắt phôm tàn nha, uống từ nhánh luôn, từ nhánh một luôn, già cả nè, già xù luôn, từ trên xuống dưới già xù luôn. Rồi cây mã số L19 là có hoành là 8, cao là 13. Cái này siêu mini luôn nha bà con, sâm núi này siêu mini luôn. Rồi cái này giao lưu 600k, bao sắm bao xía cho bà con luôn. Đó, cái sâm núi đẹp. Rồi xuống cây sâm núi mini luôn. Đó, dễ thương vô cùng. Đó, bà con thấy không? Nè, nó đang ra trái, trái đều tè cây hết trơn, hết sức trái luôn rồi. Nè, trái nè, trái bự nè, trái nhỏ nhỏ nó mới ra nữa nè, trái nhỏ nhỏ chùm hết trơn, đều cây hết trơn luôn. Rồi, cây này, cây sâm núi này hoành 8, này giao lưu 250k nha bà con, 250k bao sống bao ship luôn. Quá trời, cây sâm núi trái nó trái. Rồi xuống. Rồi tiếp theo là 21 là một cây trang hồng. 21 nè, đế. Cây nào cũng có bộ đế đẹp chân nha, bộ đế bộ cũ nè, nó cứng cây luôn, cứng cây luôn. Nè, nó đang ra bông, đang ra bông đều, cái bông nè, bông nó làm nụ bông đều hết trơn nha bà con. Rồi cây trang hồng mã số L21 có hoành là 8, cao là 32. Cây này giao lưu là 350k, bao sống bao ship bà con luôn. Cây này thân cũng đẹp, tàn đẹp mà đế cũng đẹp nha, củ đế cũng đẹp nha bà con. Rồi 21 xuống cây. Rồi tới 22, mã số 22 là một cây me. Cây này me Thái nha, me này me Thái nha bà con, đọt đỏ, me Thái ngọt, đọt đỏ nè. Đó, lắc lượng luôn, cũ quá trời cũ, lắc nữa, hết sức đẹp luôn. Một cây me Thái. Đó, cây me Thái nè, vô chi cành đồ, định hình đồ, cây tàn đồ đẹp chân nha. Mình mới mốt mình lợp thêm xương xương là mình chơi thôi. Rồi, cây me Thái, đọt đỏ, hoành 22. Ủa, này là mã số 22. Hoành này hoành cũ 30 nha, hoành cũ này 30, cao là 33, tán ngang là 38. Rồi cây này giao lưu giá rẻ cho bà con chơi là chỉ có 350k thôi, một cây me Thái, cây me Thái đọt đỏ. Rồi cây 22 xuống cây. Rồi tiếp theo là một cây sâm núi trái, mã số 23 là một cây sâm núi trái luôn. Già xù. Rồi cây mã số đế nó còn dưới này nha bà con, 23 L23, có hoành là 16,
tán chiều cao là 25, tán ngàn là 25 luôn. Cây này giao lưu 650 ca, bao sắn bao xíu cho bà con. Rồi nè, xù già nó xù luôn rồi con, mặt sau nó nè. 23, mã số 24, cây sâm núi mini mà phong cao nè, trái nó ra đều trái luôn. Cây này trái bự nha, trái này trái bự nè, trái bự, còn mấy trái nhỏ 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 nó ra nè, đều cây trang đó. Nó là một cây mini luôn đó. Này là nó vô chậu thường chậu lâu rồi, về ép chậu bình thường nha bà con, về ép chậu bình thường luôn, không có sao hết. Nó thần chậu rồi, mới gỡ dây nhôm ra kẽm ra luôn rồi nè. Đặc biệt là có trái, trái đẹp dữ dàng. Rồi cái cây mã số 2L24, một cây sâm núi trái, giao lưu với bà con là 500 ca. Nó già nha, cái này mắc cái chỗ nó già nha bà con, già cái nè, xù hột xù đầy cây trên. Rồi xuống cây 24. Rồi tiếp theo mã số 25 là một cây chân vàng, một cây hoa mẫu đơn màu vàng, nó đang ra bông quá trời đẹp luôn nha, tàn đều luôn, đế củ đế. Rồi cây mã số 25 là một cây hoa mẫu đơn màu vàng, có hoành là 15, cao là 21, tán ngang là 31. Này hoành cũ này bự nha, hoành cũ này tới 42. Rồi cây chân vàng này giao lưu với bà con là 600 ca, bao sống bao xiết cho bà con nha. Rồi mã số 25 xuống cây. Rồi tiếp theo mã số 26 là một cây sâm hương nha, sâm hương nè, quá chừng củ đế luôn rồi, củ đế. Cái cây này cây dưới sữa đất nha bà con, này ngâm chị đừng gột đồ hay lắm, không có ai nhổ. Tiếp này là cây dưới sữa đất nè, không có nhổ để. Rồi một cây sâm hương. Rồi tới cây sâm này, cây sâm hương nha, nó nè dáng trực lắc nha, cây này đẹp quá chừng đẹp rồi, toàn bộ rễ đế nè, đế sao nè, này có thẹo mà nó lành rồi nó. Cái mây này có cũng có vị thuốc, không có nhổ bỏ nha bà con, này có vị thuốc luôn, chị đừng gột rồi ngâm rượu đồ uống đồ ngon lắm. Rồi cây sâm hương này hoành là 19, cao là 27, tán ngang là 33. Cây sâm hương này đẹp nha, đó, tàn đều luôn, chực lắc nha, sâm hương chực lắc. Rồi cây này giao lưu là 590 ca, bao sống bao xếp cho bà con. Mã số 26. Rồi xá xuống cây. Rồi tiếp theo cũng là một cây sâm núi, một cây sâm núi tàn dù, sâm núi này tàn dù nha, nó xù nè, hết sức xù từ trên xuống dưới luôn, xù quá chừng cái cây thân cây, cũng có bộ đế nơm nơm. Rồi cây sâm núi mã số 27 có hoành là đo đây 12 nha, còn đo với này bự nữa, đo với này là bự, đo này tất cả 19-20 lần à nha, ở chỗ này là 12, chỗ này bự nữa, đo đáng lý ra đâu chỗ này nè. Mà rồi cao là 29, tán ngang là 40. Cây này giao lưu giá 550 ca, bao sống bao xếp cho bà con nha. Rồi mã số 28 là một cây cần thăng, cây cần thăng thành phẩm này nha, cây cần thăng thành phẩm trong chậu nữa là xếp cho bà con là bó bầu nha, bó bầu chứ nè, nó bó bầu gì nè, chứ nó không có cái chậu, nó là thừng chậu lâu rồi đó. Một cây cần thăng nè. Rồi cây cần thăng này là có hoành cũ là 50, cao là 25, tán ngang là 26. Rồi cây mã số L28 là
giao lưu là 500k bao sống bao xíu cho bà con luôn. Là xuống cây 28. Rồi tiếp theo là mã số 29. Là 29 là một cây sam. Linh sam. Cái linh sam đẹp nha, thần chậu lâu rồi nha bà con. Tính không quay mà yêu cầu của bà con thì quay mấy cây này cao thì nó tiền nó hơi cao. Nếu bà con nào mua được mua không được thì tham khảo chơi. Chứ cây này không có bán giá rẻ được. Cây này thần chậu lâu rồi. Linh sam là bông màu tím nha. Này là đế đẹp nha, củ đế là đẹp nha bà con. Đó. Rồi cây linh sam có hoành 23, hoành này bự nha. Cao là 42, tán ngang là 42. Một cây linh sam đẹp, bông màu tím. Bông màu tím đẹp cái dòng đời đầu nha. Tím nó đẹp lắm, tím đậm luôn. Nó mấy cái bông này cắt rồi chứ thôi còn cho bà con coi. Rồi cái này giao lưu là giá 1.500k. 1.500k bao sống bao ship cho bà con. Rồi bó bầu nha bà con. Rồi cây mã số 29 là cây linh sam. Rồi xin giao lưu với bà con vậy đó. Bưng xuống giùm tiếp. Ở đó đi. Tiếp theo là một cây lộc, lộc vừng nha bà con. Mã số 30. 30 là một cây lộc vừng. Củ bự nha, lắc lượng luôn, uống lắc lượng. Cái này cũng do nhà mình gieo hạt rồi mình trồng ra nha. Rồi cây này có hoành mình cũ là 32, cao là 34, tán ngang là 30. Rồi cây này giao lưu 450k, bao sống bao xíu cho bà con nha. Cái này cây lộc vừng này gieo từ cái hột ra nha. Cái hột ra. Rồi, xuống cây. Đây nè. Rồi tiếp theo là một cây cần thăng nha. Một cây cần thăng hai thân. Phu thê nha. Ở nhà vườn mình trồng giống phu thê nhiều nha. Đó. Đây nè. Từng chi tiết nó uống lửa nha. Rồi mấy cái này củ đế đồ hết sức đẹp, nó già nua nha. Mấy cây thằng thăng này già, quá xa già luôn. Một cây cần thăng phu thê. Rồi cây này có hoành cũ nè, bự nha, hoành cũ nha, tới 52. Cao là 43, tán ngang là 31. Cây thằng thăng này đẹp nha. Bà con này nhìn kỹ đi, nhìn kỹ từng đường nét của cái cây đi. Rồi hả chốt cây nha. Đó. Từ mặt trước mặt sau luôn. Từ bộ đế cho tới bộ cũ, rồi có bộ tàn luôn. Tàn đẹp, cái độ già nó nữa. Rồi này giao lưu là 1.200k. Bao sống bao ship cho bà con nha. Rồi xuống cây giùm. Rồi tiếp theo mã số L32. Là một cây sa ghi nha. Cây sa ghi này đẹp quá chừng nha. Sa ghi này nó chịu khí hậu khắc nghiệt luôn nha bà con. Miền Bắc cũng chịu được luôn. Đó. Nó chịu được mọi khí hậu luôn. Nè, dáng lùa nha. Chực lắc mà dáng lùa. Cây này đẹp nha, dáng thế đẹp quá. Đó, một cây sa ghi. Nó ra bông rồi nha bà con. Cái này nó dễ bông dễ trái lắm. Cắt nước là nó ra bông ra trái thôi à. Cái này dễ chơi lắm nha bà con. Nó cái chực dáng cong đẹp quá. Rồi, cái này có hoành là 15, cao là 48, tán ngang là 42. Rồi cây này giao lưu chỉ có 500k thôi. Bao sống bao xiết cho bà con luôn. Rồi bưng cái me giùm chị tắt đi. Rồi tiếp theo mã số L33 là một cây chanh sen nha. Đó, cây sen nè, ra bông tàn. Rồi, cái này nhỏ thì nó nhỏ tiền nha bà con. Rồi một cây chanh sen. Chanh sen hoành 12, cao 24, tán ngang là 18. Rồi cây này giao lưu 380k. Ủa 350k chứ. Bao sống bao ship cho bà con luôn. 350 nha bà con, một cây chanh sen. Đó, đang chỗ bông. Rồi xuống cây. Rồi tiếp theo là số 3L34 là một cây cha nha. Dáng đổ nha. Dáng đổ đẹp nha bà con. Cái này mới vô có nước dây thôi. Nhưng mà định hình định chi cành đầy đủ trơn rồi. Này mình chỉ về nữa là nó ra chi ra mục là mình thêm cho nó kín tàn thôi.
Chứ cây này là đẹp cây luôn, hoàn hảo luôn rồi. Một cây tre đó. Dáng đổ, dáng đẹp nha bà con. Cây này dáng đẹp quá chừng đẹp luôn. Rồi này cú hoành là 25, cao là 25, tán ngang là 50. Rồi cây này giao lưu là 600k, bao sống bao xít bà con luôn nha. Đó, một cây tre đẹp nha bà con. Rồi xuống cây. Rồi tiếp theo mã số 35 là một cây cuối liếp luôn nha bà con. Rồi một cây cuối liếp là một cây me. Một cây me này cũng lâu năm nha, ấm tàn luôn rồi. Lượng lắc nè, hết sức lượng, đẹp không. Cái me này lâu năm rồi nè. Nó nặng. Nó gì nè. Nó cho bà con coi là không có sợ chết. Cây này nó lâu năm rồi. Rồi giờ cho bà con coi tàn đi rồi báo thông số. Đó, ấm tàn rồi. Rồi cây me này có hoành là 17, cao là 44, tán ngang là 42. Rồi cây này xin giao lưu với bà con là 1.300k, bao sống bao xí cho bà con luôn. Cây me này ấm tàn là khỏi phải làm gì trơn nha, về là mình chơi thôi. Đó. Rồi cái này là cuối like nha, clip số 21 nha. Cuối like xin chúc bà con được nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt. Rồi xin chào bà con, cô chú, anh chị em nha. Xin chào.